Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ hướng dẫn các em giải đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2023-2024 môn toán lớp 6 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, đề chính thức. Phần 1 là mã trắc nghiệm 3 điểm 12 câu. Câu 1, cách viết tập hợp nào sau đây là đúng? Thì ở phương án A, viết tập hợp A dưới dạng là móc vuông thì sai. Ở phương án B, tập hợp A viết dưới dạng cái ngoặc tròn thì cũng sai. Ở phương án C, viết tập hợp A lại không có ngoặc thì cũng sai. Ở phương án D, thì tập hợp A bao gồm các cái phần tử là 0, 1, 2, 3 nằm trong ngoặc nhọn thì đây là phương án đúng. Do đó đáp án là phương án D. Câu 2. Cho M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 4. Tập M được viết là phương án A là M bao gồm các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4 nằm trong dấu tập hợp thì đây là phương án đúng, cho nên đáp án là phương án A. Câu 3. Tập hợp T các chữ cái trong từ khai giảng. Thì ở trong từ khai giảng này ta thấy chữ A được lặp lại 2 lần, chữ Y lặp lại 2 lần, chữ G lặp lại 2 lần. Do đó trong quá trình viết cái tập hợp T, những chữ cái lặp lại chúng ta chỉ được viết 1 lần. Do đó phương án đúng chính là phương án B. Tập hợp T là tập hợp gồm các chữ cái K, H, A, I, G và N. Câu 4. Đối với các biểu thức có dấu ngoặc, thứ tự thực hiện phép tính là. Thế thì ở đây ta thấy biểu thức có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính là trong ngoặc tròn trước, sau đó đến móc vuông và cuối cùng là ngoặc nhọn. Do đó đáp án là phương án C. Câu 5. Trong các số sau, số nào là ước của 8? Thì ước của 8 là số 2, đáp án là phương án A. Câu 6. Số nào trong các số sau là số nguyên tố? Thì 98 tận cùng 8 chia hết cho 2 này. 115 tận cùng 5 chia hết cho 5 này. Số 29 là số nguyên tố. Đáp án là phương án C. Câu 7. Số tự nhiên N thỏa mãn đồng thời các điều kiện N chia hết cho 2 và N chia hết cho 9. Trong đó N lớn hơn 40, nhỏ hơn 60 là. Số lớn hơn 40, nhỏ hơn 60 thì có 3 số là 45, 50 và 54. Thì trong 3 số này chỉ có số 54 vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 9. Do đó đáp án là phương án C. Câu 8. Số tự nhiên nào sau đây chia cho 5 dư 2? Đáp án A là 4 thì không phải. Nó dư 4. Đáp án B là 5 thì 5 chia 5 dư 0. Đáp án C là 6 chia 5 dư 1. Và đáp án D là 7 chia 5 thì dư 2. Như vậy đáp án là phương án D. 7. Câu 9. Khi mô tả các yếu tố của hình vuông, khẳng định nào sau đây sai? Phương án A là hình vuông có 4 cạnh bằng nhau. Điều này đúng. Phương án B là hình vuông có 4 góc vuông. Điều này cũng đúng. Phương án C, hình vuông có các cạnh đối không bằng nhau thì điều này sai, bởi vì hình vuông thì chắc chắn các cạnh đối bằng nhau. Như vậy đáp án là phương án C. Câu 10. Hình lục giác đều là hình có 6 cạnh, 6 góc, đó là phương án A. Phương án B là có 5 cạnh bằng nhau, phương án C là 6 cạnh bằng nhau, 6 góc bằng nhau. D là có 6 góc thì đáp án đúng chính là phương án C. Hình lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc bằng nhau. Câu 11. Quan sát các hình sau, đồ vật trong hình nào có dạng hình thoi? Ở hình 1 nó có dạng hình chữ nhật, hình 2 có dạng hình tam giác đều, hình 3 là cái biển báo giao thông nó có dạng hình lục giác đều, hình 4 là cái hình có dạng hình thoi. Như vậy đáp án là hình 4, tức là phương án D. Câu 12. Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài lần lượt là 6 và 8 cm thì diện tích của hình thoi là. Diện tích của hình thoi thì nó bằng 1/2 tích hai đường chéo, tức là nhân với 6 nhân với 8. Thì ta thấy 8 giúp gọn với 2 còn 4, 4, 6, 24, đáp án là phương án D, 24 cm2. Phần 2, tự luận 7 điểm. Bài 1, 1 điểm. Biểu diễn các số sau bằng chữ số La Mã 12 và 24. Thế ta giải bài 1. Số 12 thì bằng 10 La Mã và 2 đơn vị. Còn số 24 thì bằng 20 La Mã và 4 đơn vị. Ta sang bài 2. Bài 2, 1 điểm rưỡi. Thực hiện phép tính. Câu A là 80 trừ đi mở móc vuông, 130 trừ đi mở ngoặc tròn, 12 trừ đi 4 đóng ngoặc tròn, tất cả bình phương đóng móc vuông bằng. Thứ tự thực hiện phép tính là ta làm trong ngoặc tròn trước. Như vậy bằng 80 trừ đi mở móc vuông
130 trừ đi. Trong ngoặc tròn 12 trừ 4 còn 8. Rồi bình phương đóng móc vuông bằng 80 trừ đi. Mở móc vuông 130 trừ đi 8 bình phương là 8 nhân 8 bằng 64. Đóng móc vuông bằng 80 trừ đi 130 trừ đi 64 thì còn 66. Bằng 80 trừ đi 66 thì còn 14. Ta sang phần B. 57 nhân với 115 trừ đi 57 nhân với 15 và cộng với 85 bằng. Ở hai số hạng đầu có thừa số 57 chung, như vậy ta dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ, ta rút 57 ra nhân với mở ngoặc 115 trừ đi 15 đóng ngoặc cộng với 85 bằng 57 nhân với 115 trừ 15 thì còn 100 cộng với 85 bằng. Thực hiện phép nhân trước, 57 nhân 100 bằng 5.700 cộng với 85 thì bằng 5.785. Ta sang bài số 3. Một điểm là tìm các ước của 27. Muốn tìm tập hợp ước của 27 thì ta lấy số 27 lần lượt đem chia cho các số từ 1 đến 27 xem nó chia hết cho số nào. Do đó, tập hợp ước của 27 là tập hợp các số 1, 3, 9 và 27. Trước khi vào bài 4, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho nhiều bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài 4, 0,5 điểm. Cho các số 2141, 1345, 4620, 234. Trong các số đó, câu A, số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5? Câu B, số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2? Ta giải bài số 4. Câu A, số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là số 234. Câu B, số chia cho 5 mà không chia hết cho 2 là số 1345. Bài 5, 1 điểm. Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ. Số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Số tổ nhiều nhất được chia đó là ước chung lớn nhất của 48 và 72. Do đó chúng ta phân tích số 48. 48 là 16 nhân 3, 16 là 2 mũ 4 nhân với 3. Còn 72. 72 thì bằng 8 nhân 9, 8 là 2 mũ 3 nhân với 9 là 3 mũ 2. Như vậy ước chung lớn nhất của 48 và 72 là 2 mũ 3 nhân với 3 bằng 8 nhân với 3 bằng 24. Như vậy có thể chia được nhiều nhất thành 24 tổ. Sao cho số nam và nữ được chia đều vào các tổ. Bài 6, 1 điểm. Vẽ hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh AB bằng 5 cm, BC bằng 3 cm. Chúng ta thực hành vẽ hình như sau. Trước tiên ta vẽ cạnh AB bằng 5 cm. Tại hai đầu mút A và B, ta vẽ hai đường thẳng A nhỏ và B nhỏ cùng vuông góc với đoạn thẳng AB tại hai điểm A và B. Ta vẽ cung tròn tâm A bán kính 3 cm và gọi vẽ cung tròn tâm B bán kính 3 cm. Nó cắt đường thẳng B tại điểm C và cắt đường thẳng A tại điểm D. Vẽ đoạn thẳng CD. Ta được hình chữ nhật ABCD cần vẽ. Chúng ta nêu cách vẽ. Ý thứ nhất là vẽ đoạn thẳng AB bằng 5 cm. Từ A vẽ đường thẳng A vuông góc với AB. Và từ B vẽ đường thẳng B vuông góc với AB. Lấy điểm C thuộc đường thẳng B. Sao cho BC bằng 3 cm.
Lấy điểm D thuộc đường thẳng A. Sao cho AD bằng 3 cm. Vẽ đoạn thẳng CD. Ta được hình chữ nhật ABCD cần vẽ. 77, một điểm. Một nhà hàng cần treo đèn trang trí xung quanh mép một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều rộng 3 m, chiều dài 6 m. Câu hỏi A, hãy tính chu vi của tấm biển quảng cáo. Câu hỏi B, chi phí cho mỗi mét dài của đèn là 50.000 đồng. Hỏi nhà hàng đó phải chi bao nhiêu tiền để mua đèn? Ta giải bài toán. Câu hỏi A, chu vi của tấm biển quảng cáo là... Tấm biển quảng cáo là hình chữ nhật, do đó chúng ta tính chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng rồi tất cả nhân với 2. Tức là bằng 6 cộng với 3, cho vào trong ngoặc 5 nhân với 2. Bằng 9 nhân 2 là 18 mét. Ta sang câu B. Câu B là chi phí cho mỗi mét dài của đèn là 50.000 đồng. Do đó nhà hàng phải chi số tiền mua đèn là 18 nhân với 50.000. 18 mà nhân với 50.000 thì kết quả bằng 900.000. Đơn vị là đồng. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.